các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong một cuộc họp hôm thứ Tư đồng ý rằng họ cần tăng áp lực và các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên, trong khi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Sung Kim, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ đặc trách chính sách đối với Bắc Triều Tiên, cho biết sau cuộc hội đàm tại Seoul rằng ý đồ của Bắc Triều Tiên cho chương trình hạt nhân của họ đã quá rõ ràng. Cuộc họp diễn ra sau khi có những tuyên bố mới chưa được kiểm chứng về những tiến bộ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Từ nhiều năm nay, Bắc Triều Tiên đã đe dọa thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ba quốc gia này đều tham gia các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này không đạt được kết quả mong muốn. Phái viên Hàn Quốc Hwang Jun-kuk mô tả tình hình là bất định và căng thẳng. Hôm thứ Tư, ông nói, miền Bắc vẫn xúc tiến chương trình hạt nhân của họ. Các phái viên của Mỹ và Hàn Quốc sẽ đến Bắc Kinh để gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc, trong khi các bên đang tìm cách đạt được một phương sách thống nhất để đối phó với Bắc Triều Tiên.